Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tentacles. Như các bạn đã biết, tới đây, phần 9 của loạt phim Fast and Furious sẽ được ra mắt khán giả. Bạn đã chuẩn bị gì để xem phim rồi? Tất nhiên là phải chuẩn bị khẩu trang, thực hiện đúng các quy định phòng dịch để đảm bảo sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Ngoài ra, cũng đừng quên ôn lại kiến thức 8 phần trước đó để có trải nghiệm xem phim tốt nhất. Còn nếu bạn quá lười hay không có thời gian để bơi trong 8 phần thì cũng đừng lo, video này sẽ giúp các bạn. Ngay sau đây là tóm tắt cực ngắn gọn toàn bộ dòng thời gian của Fast and Furious. Cùng thắt dây an toàn lại. Let's go for a ride. Đây là phần 1 có tên The Fast and the Furious. Đây là Dominic Toretto, Dom cầm đầu băng cướp tốc độ, chuyên trộm thiết bị điện tử. Dom lái xe giỏi, alpha đầu đàn, dũng cảm, nóng tính nhưng yêu thương gia đình. Mia là em gái của Dom, còn đây là Brian O'Connor, một cảnh sát chìm. Anh giả danh tính thành Brian Earl Spinner, cái tên nghe như một tên giết người hàng loạt. Mia và Dom không biết Brian là cảnh sát. Dom và Brian đua xe, Brian thua, Brian nợ Dom một chiếc xe 10 giây. Dom đưa Brian về nhà uống bia Corona, Brian hẹn hò với Mia. Đây là Letty, Vince, Leon và Jesse. Bốn người này cùng tham gia băng cướp. Letty là người yêu của Dom, Vince là bạn từ thuở nhỏ, còn Leon và Jesse thì sau này mới quen. Trong một lần thực hiện phi vụ, cả nhóm gặp nguy hiểm. Brian và Mia cứu Dom, Vince, Letty, Leon. Dom biết được Brian là cảnh sát, Dom rất tức giận. Jesse bị Johnny Trần, kẻ thù của Dom, bắn chết ngay trước nhà Dom vì Jesse đua xe thua Johnny nhưng lại chơi bài chuồn. Dom và Brian đuổi theo Johnny và đệ của hắn để trả thù cho Jesse. Trả thù xong, Dom và Brian đua xe tiếp. Dom bị thương, cuối phim, Brian thả Dom đi. Đây là tiền truyện phần 2, Too Fast, Too Furious, Turbocharged Prelude. Thanh tra Brian O'Connor đã bị đình chỉ và bị đòi về dự phiên điều trần sau khi giúp tên tội phạm Dominic Toretto trốn thoát. Nói chung là anh cũng là đối tượng đang bị truy nã. Sau khi nếm mùi cuộc sống underground, Brian khoái sự tự do tự tại đó hơn nên đã bỏ trốn, không thèm quay lại. Anh đi phượt xuyên miền Nam nước Mỹ từ Los Angeles đến Miami, Florida. Sống bằng cách đi nhờ xe các em gái xinh đẹp và kiếm tiền từ những vụ đua xe trái phép. Từ đây, chiếc xe Nissan Skyline GTR huyền thoại ra đời. Đây là phần 2, Too Fast, Too Furious. Phần 2 mở đầu với việc cựu thanh tra cảnh sát Los Angeles Brian O'Connor bị truy nã do cố tình thả Dom sau phần 1. Anh phải chạy đến Miami, bắt buộc phải phối hợp với cảnh sát để bắt tên trùm tội phạm đang lũng đoạn thành phố nhằm đói công trục tội. Phần này có sự xuất hiện của chú hề Roman Pierce, bạn hồi nhỏ của Brian đang dính án tù treo. Có Monica, một đặc vụ chim. Veron, một tay chủ ma túy đẹp trai như tài tử điện ảnh Cole Hauser. Monica thuê Brian và Roman hoạt động bí mật để tiếp cận Veron. Đổi lại, họ sẽ được xóa án. Veron thuê Brian và Roman làm tài xế cho mình để vận chuyển hàng. Lấy được hàng thì cảnh sát đuổi theo xe của Brian và Roman. À, đây là Tej, lại là một người bạn của Brian, chuyên tổ chức các cuộc đua đường phố trái phép. Tej giúp Brian và Roman đánh lừa cảnh sát. Veron lúc này đang trên du thuyền, bắt giữ Monica làm con tin. Brian và Roman phi xe lên du thuyền của Veron. Kết thúc phim, Monica an toàn, Veron bị bắt. Đây là tiền truyện phần 4, Los Bandoleros. Phần này chúng ta được gặp lại Dominic Toretto. Sau khi chạy trốn ở Fast 1, anh trở thành bố già của một gia đình. Vẫn vui vẻ sửa xe hàng ngày, vẫn có barbecue hàng tuần và vẫn đi trộm. Chỉ khác là lần này ở Cộng hòa Dominica. Gặp Han, người đã xuất hiện trước đó trong phần 3. Nhưng nếu các bạn thắc mắc tại sao không nói đến Fast 3 thì lát nữa chúng ta sẽ giải thích sau. Gặp Rico Santos cùng với Dom và Han giải cứu Tegolio, bạn thân của Rico ra khỏi tù, tạo thành bộ đôi lắm mồm nhất series. Dom và Tego đến gặp ông Trùm, bàn về một phi vụ trộm mới. Gặp Letty, cô lặn lội từ Los Angeles đến Mexico rồi đến tận Cộng hòa Dominica để tìm Dom, hai người tái hợp. Người dân ở đây rất nghèo và cuộc sống cực kỳ thiếu thốn nhiên liệu đốt là dầu, điều này giải thích về phi vụ đầu phần 4. Đây là phần 4, phần 4 có tên Fast and Furious. Những gì diễn ra trong Fast 4 là 5 năm sau Fast 1. Letty và Dom vẫn đi cướp, có sự có mặt của Han, Tego và Rico. Vụ cướp thành công, Letty và Dom hút chết, sau đó Dom giải tán nhóm, ai về nhà nấy. Dom sợ mình đang bị cảnh sát truy nã, sẽ ảnh hưởng đến các thành viên còn lại nên chơi bài âm thầm bên em, để lại tiền cho Letty rồi rời đi. Letty bị ám sát. Dom quay lại dự đám tang, đồng thời điều tra cái chết của Letty. Brian sau khi chuộc tội ở phần 2 giờ đây là một đặc vụ FBI. Phản diện của phim lần này là chủ ma túy Mexico Arturo Braga. Làm việc cho Braga là chị đẹp Giselle. Brian và Dom, mỗi người một lý do đều muốn bắt Braga. Giselle thuê Brian và Dom làm việc cho Braga. Brian và Dom lấy cắp hàng cấm của Braga. Brian là gặp lại Mia sau 5 năm, cả hai hâm nóng lại tình cảm. Brian và Dom lập mưu bắt Braga nhưng người họ gặp là giả. Braga suýt tung Giselle, nhưng Dom đã kịp thời cứu cô. Brian và Dom bắt được Braga sau một hồi đuổi xe hơi nơi cuối con đường nghẹt thở. Dom trả thù cái chết cho Letty bằng cách găm thằng răng vàng vào xe ô tô.
Dù lỡ công lớn, bắt được tội phạm nhưng Dom vẫn phải đi tù vì tội danh ở phần 1. Tiếp tục là Fast 5 có tên Fast 5, lấy bối cảnh ở Rio de Janeiro, Brazil. Vì quá thương Dom, Mia và Brian quyết định giải cứu Dom trên đường áp tải đến nhà tù. Họ làm việc với Vince. Nhớ Vince không? Ở phần 1 đấy. Cả hội cùng nhau tham gia một phi vụ trộm những siêu xe ở một chiếc tàu hỏa. Những tưởng chỉ có thế, nhưng rõ ràng biến còn căng hơn nhiều. Chiếc xe mà Mia lấy về chứa thông tin định vị 100 triệu đô của chùm tội phạm Hernan Reyes. Vì đã ân ái với Brian ở phần 4 nên phần này Mia có thai. Để kiếm kế sinh nhai, Dom, Brian, Mia quyết định cướp 100 triệu đô và lập một team cùng hỗ trợ. Dom, Brian, Mia, Roman, Tej ở Fast 2, Han ở Fast 3 mà lát nữa chúng ta sẽ nói tới, Giselle ở Fast 4 và gặp lại bộ đôi chúa hề khác Tigo Leo và Rico Santos. Ngoài ra, chúng ta còn Luke Hobbs, một đặc vụ cục an ninh ngoại giao đặc biệt uy tín, đang truy bắt Mia, Brian, Dom, Vince vì đủ các thể loại tội, cướp tù, trộm xe, giết đặc vụ, v.v. Hobbs biết được chỗ ẩn náu của cả hội nên đánh nhau với Dom. Dom nhường Hobbs. Hobbs áp giải Dom, Mia, Brian, Vince về Mỹ, nhưng trên đường đi thì bị quân của Reyes tấn công. Vince trúng đạn chết. Quân của Hobbs ngoài anh ra và nữ cảnh sát Elena thì tất cả đều chống trời. Hobbs gia nhập team của Dom để trả thù cho các đồng đội. Cả nhóm tiến hành vụ cướp, lấy được chiếc két sắt chứa tiền, rong ruổi nó phá tan hoang cả nửa thành phố Rio. Hobbs giết được Reyes. Hobbs cho Dom và Brian 24 giờ để chạy trốn, nhưng phải để chiếc két sắt lại. Dom và Brian đồng ý. Hobbs mở két sắt ra thì không có gì trong đấy vì chiếc két thật đã được nhóm của Dom đánh cháo trước đó. Cả hội chia nhau tiền. Nữ cảnh sát Elena về một nhà với Dom. Cảnh credit, Letty được tiết lộ vẫn còn sống. Hết phần 5. Sang phần 6, Fast and Furious 6. Hobbs tiếp tục xuất hiện. Anh ở đây để truy bắt Owen Shaw, đứng đầu một nhóm trộm thiết bị công nghệ của quân đội Nga. Để bắt được Owen Shaw, Hobbs muốn dùng Dom và các đồng đội của anh, đồng thời tiết lộ với Dom rằng Letty vẫn còn sống. Họ sẽ được xóa an tích cũng như được đưa Letty trở về nếu hoàn thành nhiệm vụ. Dom tạm biệt Elena, cả nhóm một lần nữa lại tập hợp. Họ đứng bắt Owen Shaw nhưng thất bại. Dom đuổi theo xe của Letty, Letty bắn Dom một phát ở ngực. Thì ra Letty bị mất trí nhớ, cô đang làm việc cho nhóm của Owen Shaw. Owen Shaw cần một con chip để hoàn thành thiết bị mà hắn đã cướp ở đầu phim. Nhóm của Owen Shaw cướp xe tăng, lấy được con chip. Trong một pha va chạm xe cực kỳ nguy hiểm, Dom cứu Letty. Letty gia nhập nhóm của Dom. Tuy chưa nhớ gì nhưng có cảm giác thân quen gần gũi với những người mới. Hobbs tóm được nhóm của Shaw, nhưng vì Shaw đã sớm bắt cóc Mia nên chúng được thả. Dom cùng anh em đuổi theo máy bay của Shaw, đánh nhau tơi bời trên máy bay. Giselle vì cứu Han nên hy sinh. Dom đánh bại Shaw, lấy lại được con chip, giao cho Hobbs. Hobbs thông báo cả nhóm được xóa an tích, Han một mình đến Tokyo. Hết phần 6. Đây là phần 3. Phần 3 vẫn là The Fast and the Furious, nhưng có thêm dòng chữ Tokyo Drift. Toàn bộ sự kiện ở phần này là những gì diễn ra sau phần 6. Cặp gỡ Sean, một học sinh trung học mới tốc độ, một trẻ trâu đích thực và máu sĩ gái. Sau màn phá xe tan hoang, Sean rời Alabama ở Mỹ, sang sống ở Tokyo cùng bố, lần đầu tiên biết đến kỹ thuật Drift. Đây là DK, nhân vật phản diện. Drift King. Còn đây là Han, giờ đang là tay đua đường phố kiêm chủ sở hữu một cái gara. Sean đua với DK và thua thảm hại vì DK Drift quá đỉnh. Han dạy Sean Drift. DK buộc tội Han ăn bớt tiền làm ăn của chú cháu nhà DK. Han và Sean lên xe bỏ chạy, DK đuổi theo. Xe của Han bị tông và phát nổ, Han chết. Sean đua với DK, Sean thắng. Sean gặp Dom, hai bên thách đua xe cùng nhau. Dom nói với Sean, Han là một thành viên trong gia đình. Hết phần 3. Sang phần 7, Furious 7. Gặp gỡ Deckard Shaw, anh trai của Owen Shaw. Để trả thù cho em, Shaw đã giết Han ở Tokyo, cho nổ tung nhà của Dom. Quang Hobbs và Elena rơi từ tầng 4 xuống đi viện. Dom lần đầu tiên đụng độ với Shaw ở đám tang của Han. Shaw dụ Dom chơi đuổi bắt xuống một cái hầm, cả hai lao xe vào nhau để đo số má đối thủ. Đây là ngài Nobody. Ông Nobody thuê Dom, Brian, Letty, Roman, Tej giúp ông giải cứu nữ hacker Ramsey và Mutton, một thiết bị định vị do Ramsey chế tạo. Anh da đen này là Mose Jacande, cộng đồng một tổ chức lính đánh thuê đang bắt giữ Ramsey. Nhóm của Dom cho xe ô tô nhảy dù, đuổi theo chiếc xe đang giam giữ Ramsey và giải cứu cô thành công. Ramsey tiết lộ cô đã gửi Mutton cho một người bạn ở Abu Dhabi, cả nhóm lên đường đến đó. Dom, Brian phi chiếc siêu xe Lincoln Hypersport qua ba tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới, lấy được Mutton gắn trên xe và định vị được Shaw. Cả hội cùng cảnh sát đến bắt Shaw nhưng Shaw được Jacande bảo vệ. Ông Nobody dính đạn. Jacande lấy được Mutton từ nhóm của Dom. Jacande và quân của hắn dùng trực thăng, máy bay không người lái đuổi theo nhóm Dom để bắt Ramsey. Oh my God.
Trong lúc này, Dom dự so đến một bãi đất trống, lại tung xe vào nhau rồi lại nhảy ra chọn nhau bằng cờ lê màu lết. Jakande phản bội So, bắn một quả tên lửa vào nơi mà Dom và So đang đánh nhau khiến mặt đất chỗ So bị đứt. Dom nhanh chí rất mạnh, So rơi xuống hố bê tông, Hop xuất hiện để hỗ trợ đồng đội. Anh bắn súng vào trực thăng của Jakande. Nhân cơ hội đó, Dom lấy một túi lựu đạn, phóng xe lên chỗ trực thăng và móc chiếc túi này vào trực thăng của Jakande. Hop bắn phải chiếc túi, trực thăng nổ tung. Chiếc xe của Dom rơi xuống, Dom được kéo ra ngoài tưởng chừng đã chết. Lady nói rằng cô nhớ lại mọi thứ rồi, nhớ cả chuyện Dom và cô đã kết hôn. Nhờ sức mạnh của tình yêu và ánh hào quang nhân vật chính, Dom tỉnh lại. Kết phim, So vẫn còn sống, bị giam trong nhà tù. Brian và Mia sắp sửa đón thêm một bé gái nữa nên anh quyết định sẽ sửa tay các kiếm, lui về sống với gia đình nhỏ của mình. Hết phần 7. Sang phần 8, The Fate of the Furious. Dom và Lady đang đi nghỉ mát ở Havana. Cypher, một nữ tin tặc tiếp cận Dom, ép buộc Dom phải làm việc cho ả. Hobbs được cấp trên giao nhiệm vụ lấy lại một thiết bị bom xung điện từ EMP đã bị đánh cắp. Anh liên lạc với Dom để tập hợp Lady, Roman, Tage, Ramsey cùng tham gia phi vụ. Cả nhóm lấy được EMP. Trong lúc chạy thoát, Dom phản bội, mang thiết bị về cho Cypher, còn Hobbs bị bỏ tù vì không hoàn thành nhiệm vụ. Hobbs gặp Shaw trong tù, nhân lúc nhà tù sơ hở, cả hai trốn thoát. Gặp lại ông Nobody. Ông Nobody ở phần 7 bị dính đạn này đã quay trở lại. Ông thuê Hobbs, Shaw, Lady, Ramsey, Roman, Tage lập thành một team mới để truy bắt Cypher. Dom xuất hiện, lấy đi mắt thần. Cypher tiết lộ với Dom rằng cô đang giữ người yêu cũ của anh, Elena và đứa con trai của hai người. Cypher cử Dom đi đánh cắp vali chứa mã phóng hạt nhân được giữ bởi Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Dom qua mặt Cypher đến gặp mẹ Shaw để xin giúp đỡ. Team mới thành lập tính bắt Dom nhưng thất bại, Shaw bị Dom bắn. Larry cũng bị tay sai của Cypher chĩa súng vào đầu nhưng Dom đã kịp cứu Larry. Vì Dom cứu Larry nên Cypher sai người giết chết Elena như một lời cảnh báo dành cho Dom. Dom xâm nhập vào một căn cứ quân sự ở nước Nga, sử dụng bom xung điện từ để vô hiệu hóa hệ thống an ninh và chiếc tàu ngầm, giúp cho Cypher cướp chiếc tàu ngầm này rồi sử dụng vũ khí của nó để châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Team gia đình lúc này cũng đến đây để ngăn Dom và Cypher. Trong lúc đó, anh em nhà Shaw lên máy bay của Cypher để cứu con trai Dom. Biết con trai an toàn, Dom phản lại Cypher, đánh lừa tên lửa bắn vào chiếc tàu ngầm. Cả nhóm cứu Dom, Cypher nhảy dù tẩu thoát. Kết phim, ông Nobody ghé thăm nhóm Dom, tiết lộ Cypher đang ở Athens, ngỏ ý muốn Hobbs quay trở lại làm đặc vụ, nhưng Hobbs từ chối vì muốn ở bên con gái. Shaw mang con trai đến cho Dom, Dom đặt tên con trai theo tên em rể là Brian. Meet Brian. Và vừa rồi là toàn bộ dòng thời gian và các sự kiện diễn ra ở 8 phần phim. Ở phần 9, chúng ta sẽ được tiếp tục đồng hành cùng Dom, Lady, Roman, Tage, Ramsey trong một phi vụ mới để chống lại Cypher. Lần này, cánh tay trợ thủ của ả ta lại chính là Jacob, em trai của Dom. Đồng thời, khán giả cũng sẽ được gặp lại Mia cùng với những gương mặt quen thuộc ở phần 3 gồm Sean, Earl, một nhân vật phụ và đặc biệt là Han, tưởng như đã bị Shaw giết chết. Nội dung cũng như những thông tin khác về Fast 9, chúng ta đã có một video cụ thể rồi. Thế còn bạn, bạn yêu thích nhân vật nào nhất của loạt phim Fast and Furious? Để lại comment ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Đừng quên like, share video này cho những người cũng cần ôn bài. Xin chào và hẹn gặp lại.